Thưa quý vị, để khẳng định đẳng cấp của gia chủ hoặc người yêu âm nhạc, chúng ta có thể nghĩ ngay đến chiếc grand piano. Tuy nhiên, nếu họ chỉ muốn nghe âm thanh vừa đủ, không quá lớn, hoặc thường xuyên chơi đàn ở trong không gian nhỏ, thì chiếc đàn upright piano là một trong những lựa chọn tốt mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và sang trọng cho gia chủ. Nhân đây, Khanh xin giới thiệu mẫu đàn upright piano của thương hiệu Hassler mang số hiệu H118. Hassler là thương hiệu con của Blüthner, ra đời năm 1853. Họ là một trong những nhà sản xuất piano gạo cội và danh tiếng của nước Đức. Nói là thương hiệu con, thực chất đây là dòng đàn mang tên của tiến sĩ Rudolf Blüthner Hassler, là một trong những người có cống hiến quan trọng trong dòng tộc chế tác nhạc cụ Blüthner. Với mẫu đàn này, quý vị cũng sẽ hiểu hơn thế nào là một chiếc upright piano made in Germany. Chiếc đàn có chiều cao 1m18, vừa phải, gọn, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Quý vị có thể thấy, giá nhạc được tinh gọn, hai bên thành phím thấp, chân đàn vuông, thẳng. Về tổng thể, chiếc đàn sở hữu vẻ bề ngoài rất thu hút bởi lớp veneer của nó được chế tác từ gỗ mahogany vùng Trung Âu, là loại gỗ hiếm được mệnh danh là vàng, xanh, green gold trong các loại gỗ. Đặc biệt, để nhấn mạnh và tạo thêm giá trị cho cây đàn này, Blüthner đã khảm thêm lớp gỗ Vavona thuộc vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, là loại gỗ có vân xoăn tự nhiên khá là độc đáo, quý vị có thể thấy ở đây. Loại gỗ Vavona này thường được dùng trong khảm nhạc cụ hoặc các vật dụng nội thất mang tính sang trọng và đắt đỏ. Mở nắp thùng đàn, quý vị có thể thấy ngay đây là khung gang được đúc thủ công theo phương pháp truyền thống là khung cát. Như vậy sẽ mất nhiều thời gian trong việc làm nguội bề mặt và gia công. Tuy nhiên, điều này sẽ mang đến cho cây đàn một chất âm sạch và có chiều sâu. Tiếp theo là bộ máy piano gọi là trái tim. Bộ máy này được chế tác bởi hãng Louis Renner, là một trong những nhà sản xuất bộ máy đàn piano cao cấp của Đức. Những bộ phận như là gỗ, nỉ, da, vân vân, lò xo thì được chế tác theo thông số kỹ thuật nghiêm ngặt của Hassler. Trong bộ máy piano này có một bộ phận được sản xuất chuyên biệt mà ít khi quý vị để ý, đó là đầu búa đàn. Bộ phận này nó được sản xuất bởi hãng Able, nhà sản xuất búa đàn cao cấp của Đức. Quý vị có thể thấy phần lõi nỉ màu xanh lá cây ở giữa, rồi đến phần nỉ màu trắng bên ngoài và phần đuôi búa đều được chế tác theo thông số kỹ thuật nghiêm ngặt của Hassler. Sau tất cả thì 88 búa đàn này sẽ được voicing, tức là tinh chỉnh bởi những bậc thầy piano điêu luyện giàu kinh nghiệm của Hassler, để có thể đạt được độ mềm như mong muốn, tạo âm thanh thuần khiết và tự nhiên. Trở lại bộ phím, phím đen của chiếc đàn này được chế tác từ gỗ mun đen Nam Âu, tạo cảm giác tự nhiên và bám ngón cho người chơi. Phím trắng được chế tác từ gỗ vân sam vùng Tây và Nam Âu, tất cả đều phải có vân thẳng thì như vậy nó mới có thể chịu được cường độ luyện tập cao. Bề mặt phím trắng được phủ một lớp nhựa cao cấp. Chiếc đàn sở hữu 3 pedal được làm từ đồng nguyên khối solid brass, gồm pedal vang, pedal chặn âm và pedal giảm âm. Ở phía sau lưng đàn thì có hai bộ phận chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất đó là bảng khuếch đại âm thanh gọi là soundbar, linh hồn của piano. Thì nó được chế tác từ gỗ vân sam vùng Tây và Nam Âu, tất cả đều được tuyển chọn là vân gỗ thẳng, đều, mịn, thì như vậy nó mới phát huy được chức năng là cộng hưởng âm thanh. Một phần thứ hai đó là trụ lưng. Chiếc đàn này có 4 trụ lưng, cứng cáp và kiên cố. Nó có chức năng là đồng cộng hưởng âm thanh với soundbar, giúp cho cây đàn có âm thanh có chiều sâu và dày. Một điểm đặc biệt cuối cùng mà Khanh muốn nhấn mạnh ở mẫu đàn này, đó là chiếc đàn sở hữu chứng nhận BVK. Chứng nhận này là chứng nhận do Hiệp hội các nhà sản xuất piano Đức cung cấp để chứng thực rằng đây là mẫu đàn được sản xuất tại Đức, có xuất xứ rõ ràng, chính ngạch, chất lượng đã được kiểm định nghiêm ngặt. Mục đích cuối cùng là để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, giúp cho khách hàng sở hữu những chiếc đàn thật sự đúng chất lượng và cao cấp. Những mẫu đàn có chứng nhận BVK như thế này thì thường sẽ cạnh tranh hơn rất là nhiều so với những mẫu đàn không có. Tất cả các sản phẩm piano cao cấp mà Impressivo nhập khẩu từ Âu Châu về Việt Nam đều có chứng nhận BVK. Và đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của chúng tôi so với các thương hiệu khác ở trên thị trường. Và để kết thúc, Khanh mời quý vị cùng thưởng thức tiếng đàn trầm ấm, mạnh mẽ của chiếc đàn Made in Germany này. Để trải nghiệm mẫu đàn H118 của thương hiệu Hassler, quý vị có thể đặt hẹn qua hotline bên dưới màn hình hoặc ghé thăm trực tiếp piano showroom cao cấp Impressivo của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.